Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải 2.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 2, trang 13, sách giáo khoa toán lớp 5, bài hỗn số. Bài tập 2 yêu cầu các con viết các hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số. Để làm được bài tập này, các con cần quan sát tia số để điền được các hỗn số thích hợp. Ở câu A, tia số chạy từ 0 đến 2. Trong khoảng từ 0 đến 1, lần lượt có 5 phân số. Sau số 1, ta có hỗn số 1 và 1 phần 5. Hỗn số này được tạo thành bởi phần nguyên là 1 và phần phân số là 1 phần 5, tương ứng với 1 phần trên 5 phần trong khoảng từ 1 đến 2. Cô được hỗn số 1 và 1 phần 5. Tiếp tục, ta vẫn thấy phần nguyên ở đây là 1. Viết 1. Phần phân số lúc này là 2 phần trên 5. Ta có phân số 2 phần 5. Tương tự, ta điền được hỗn số 1 trên 3 phần 5 và 1 trên 4 phần 5. Đến với câu B, ta quan sát tia số chạy từ 0 đến 3. Từ 0 đến 1 là các phân số mà đề bài đã cho sẵn. Từ 1 đến 2 có hỗn số 1 và 1 phần 3, tương ứng 1 ở phần nguyên và 1 phần trên 3 phần của tia số, ta được phân số 1 phần 3. Chúng ta tiếp tục điền hỗn số tiếp theo 1 và 2 phần 3. Từ 2 đến 3, phần nguyên là 2 và phần tia số được chia làm 3 phần bằng nhau từ 2 đến 3. Như vậy, ở vạch đầu tiên sẽ tương ứng với hỗn số 2 và 1 phần 3. Vạch tiếp theo sẽ tương ứng với hỗn số 2 và 2 phần 3. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 2, trang 13, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải 2.com. Cô chúc các con học tốt.